nhà ngươi. Thật là một con mồi xinh đẹp và rất là ngon lành. Ta có thịt tươi ăn rồi. Ngươi cứ la cho banh cổ họng đi, không có ai đến cứu ngươi đâu. Nè nè, đây là đâu vậy? Đây hả? Đây là cung điện của ta. À, cung điện hả? Ừ. Vậy cô là tôi đang được vinh hạnh nói chuyện với công chúa yêu tinh. Cứ kêu ta là công chúa yêu cho nó gọn. Ta là con gái duy nhất của Sơn Thần. Mẹ của ta đã mất rồi, cho nên ta bây giờ là chúa tể của nơi này. Ngươi đừng có hỏi nữa, chết tới nơi rồi, có biết cũng vậy thôi. Chuẩn bị tinh thần đi là vừa. Công chúa yêu ơi, công chúa, cái cung điện của người á đẹp quá. Tôi chưa từng thấy bao giờ hết trơn á. Thiệt, được diện kiến một công chúa giữa rừng như vậy không phải là vinh hạnh lắm hay sao? Người gan lắm á. Những kẻ bị ta bắt đến đây, ai nghe chết cũng sợ, cũng khóc lóc van xin. Chỉ có ngươi là nói vậy thôi. Khi nghe ta nói cung điện, đứa nào cũng cười nhạo vô mặt ta. Chỉ có ngươi là khen thôi. Ngươi được lắm. Thì nhà mình muốn kêu gì mình kêu. Nếu như mà nó là cái lều cỏ thì mình vẫn kêu cung điện được vậy công chúa. Nhưng mà vậy không có hơn ngàn vạn cung son điện ngọc sao? Phải không công chúa? Ngươi đó thứ gì thiệt nha. Dạ. Nào giờ ta mới nghe một con người nói chuyện mà lọt lỗ tai như vậy. Phải chi á, ngươi mà cùng là loài yêu nữ, dạm á, ta với ngươi sẽ kết thân ngao du sơn thủy. Cái lâu lâu á, mình kiếm thịt tươi, mình nhậu chơi. Mà tiếc quá, ngươi là người thì ngươi phải chết. Ta hận loài người, cho nên ta sẽ giết hết giống loài bội bạc đó. Công chúa ơi, công chúa, công chúa, không có cách khác hả? Có, trừ khi có một tên đàn ông đến đây thế mạng. Công chúa, bộ công chúa có ẩn tình gì với đàn ông hả? Công chúa, công chúa kể nghe chơi đi. Ở đây vắng que à, xả ra cho nhẹ bớt. Với lại đâu phải lúc nào cũng có một con mồi giống như tôi đâu. Có thể lắng nghe tâm sự của công chúa nha công chúa. Ngươi im đi. Đừng có hòng làm ta mềm lòng. Ta nhất định không tin vào con người nữa. Ngươi ở lại chờ chết đi. À,